bà ở con là lấy dương châu đương tham diện tích là dù chung một cầm dương bánh lưu ra tên á các bạn chung khi tam đoan vị thầy nó cứ quạt chung khi nó mà các bà là nghe vô phơi gì mà cứ còn đa tiền tem đoan cầm lo tiền tem đoan hai bên dưới bị cái ba quạt bên phép mai thật tương tự từ giả la hai chục liền tam vất chung đi trụ thân nào bà lấy dương xong ăn chung điệp chung bình mật tịch và tạ tôn tân ông dù chung bằng phí nhé từ ban tham mặt cái chờ bỏ tật lá nó luôn từ vừa tay vì nó tật nốm cái nạp vừa là gặp bông tàng quay chung cái tạm đồng lỡ còn ta là tiết thì cái nạp tiết còn đang chung việc xa đường ấy á thưa ai tham mặt cái nền ca sáng say hết ca lý bàn cạnh là nơi William Mount đọc phí bà đi tì dục bà chiên cho ngay tìm một phí khai tòa là trăm phí bọn đọc phí ta mặt đau mà hai vị thầy giả bọn ưu xì tôi nâng một vọt tật là tên đó là thật được khăn nông dân cắt tật là khăn sản xuất để tình yêu bình bà ta vật cách bài đăng tha môn ca bà môn nâng thuê ca khoát luôn chôn sọc say trang phẩm phí nhạc kháng lớn cứ cầm mang sản cách bàn cho là ba tạm cột đá nông khăn sản xuất bàn chi mật tô là ba tạm bàn đào y mà hà vị thầy giả bà rô xí lúc bươi một đò tôn một vọt tật là cô bà tẹc khơn chôn sọc say phẩm phí nhạc ông quê chung khí đòi ra mặt cách miền ca sáng sáy của bạn chỉ một tố cho tới xuống nóng ta trở công dụ chân chỉ dìm kịch luôn nâng mân prom xa ca chứ mùi ra mặt cách được chứ nét khang cầm lăng ra mặt cách cô bà nở bà đặc bàn pra cầm lăng ra cầm lăng rồi bà ra mặt cách nâng đòi nóng luôn chân sáng sáy chàng phụ nhạc hàng lứa một thư tệ vì nợ tự nốm nơi bọn cầu bà tật là tài mà đòn cái bư nóng luôn công dụ chân một vì nợ tự nốm rút cô bà rồi khởi thác nên không luôn bộ kê tầng ốc cư bàn pra xa thiệt nhiên bật bà cọt và cô thua ca cũng luôn tạm đoán là bây xua nó còn to hai bên dưới chôn sang say và bật mô tích thì mỗi chung mô ông xâm án à dụ mà phây mùi chân nắm thì phí chung mô lâm hay dụ đọc làm bây chân nắm thì bây chung mô pha à dụ đọc làm buôn chân nắm thì buôn chung mô đơn sổ bị bó là dụ đọc làm buôn chân nắm thì phám chung mô miệt lộc อายุมาเพย์ประมวยชั้นน้ำตีประมวยชั่วโมงสกคนแผลตราอายุดอกประปีชั้นน้ำตีประปีชั่วโมงพอลีจันทร์อรัตอายุดอกประบุญนะสแต่กล่าวมาเพย์ชั้นน้ำอายุจังโดยจุ่มเรียบจูนดอกประจุ่มมดทาตาลูกสนอาจุ่มเรียบขยมเชียแนวโจชัดตามด้านตัวสนาเทียนอัมเต้เจ้าชอบสแต่ขมัยวิเชียร์ไลน์เนี่ยกล่าวมาเพย์ta còn mau bình nè mu là hạt ấy bán chỉ quát chọn chẳng dùng đan tranh tịnh ở dùng tiên rêu với chú và chiêu phù đoát quát tem mán của bôi nẹt nè rồi pi nè quát mà chung cái nè mình đang tha cua tập tới tia sầm nát nào mũi đầm bấy giờ thắm từ chùa mà chung liên mình trai tôi có ai chung liên mình xì và chung liên trai sai tim mũi ọt lưỡi thắm miên tịnh lưới che sầm nạ tiền hoặc là chuột chuột khơi nè ta che sầm nạ nè đây mà che sầm nạ nó ăn rồi nhạt đại khơi không ai giờ chả nè tay hái nơi tạo chầu che sầm nạ mua chùm nút chẳng tay tiết sầm nạ cách nằm bạn bỏ bay nơi mà che che sầm nạ rụp nè để không khất chùm muôi đừng chào hết rồi xuân còn lo tới bom ôn tầm khơi nhá bạn vừa tục bụng mình đánh nè mà che hang 100% tầng o đã khúc khất cho môi đừng chào tết tiết đó bong bong tràn này và bong bong bạn đăng cài luôn rồi bạn chấm điểm chun vì play chấm mất chăng có mọi cô thạc chưa cào gì khất đăng tiết sầm nặng đẹp óc khất đăng còn tại dương tư không may phẩm man nẹt đăng phải ăn phẩm môi nẹt cho phẩm tốt môi đăng rưỡi co phẩm tốt vị khẽ môi đăng hộ tắc sọt rốt tận vô cái đăng bắt tờ hao nè lục sơn bà khmien ai cầu bây giờ chủ thân nam thì bạn ta có ở đây cá đo sao mà tất cả thế bấm plan chân năng bay được bọc còn này là sơn chân còn cất đây ta theo sầm nặng mùi na đại dương châu tới mà chặt chặt sầm nặng nó thay là xa chứ chỉ môi được bọc còn anh ngài là sơn họ khơi tim mũi lui cả tết nhé mình đang ở trên sầm nặng này bông là bồ chung liên bồ ly máu còn thấy à này thấy tôi đặt lên miền nam nhiên là bồ ly รอลุสนทำนามนึกอนาคตประพฤติจังจังคือบริคลายทอมนาเจ้าดังบริหรือก่อนเนี้ยประพฤติละเมิดฉบับไปแต่เคยสมัติแค่คือย่อเชิงจังมองบริมาสัวอุนตนาอุนมาปีนามาปีนัยคืออาเซสลาพองนะครับมันเซสลาพอง
ប្រជុំគ្នាធ្វើអីមានការប្រែទឹកមុខណាដល់ពេលគាត់តែយើងប្រែទឹកមុខបើមនុស្សល្អជួបវិញបលិះអត់ប្រែទឹកមុខទេបាទប៉ុន្តែបើអ្នកល្មើសច្បាប់ជួបបលិះវិញបាទស្លាំងណាស្លាំងព្រឹងដឹងថាអូបាយមានបញ្ហាឆែកឃើញមានឆ្នាំញៀនយកទឹកដូងណាខ្លះមានតែខ្លះអត់ចឹងទៅអញ្ចឹងចេញមកពីចំណុចហ្នឹងណាលោកស្រុនបាទចេញមកពីចំណុចហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់អត់លុយពីការជួបឆ្នាំញៀនគាត់ឆក់ហើយឃើញអាណាតំណងគាត់ឆក់អញ្ចឹងដោយការប្រជុំរបស់គាត់ហ្នឹង3ក្រុមម៉ូតូ3ចឹងទៅបើអាចពេលខ្លះក៏ប្លន់បានក៏ប្លន់ពេលខ្លះឆក់បានក៏ឆក់អញ្ចឹងប្រិយមិត្តមិនបាច់មិនបាច់ថាគិតដល់វែងឆ្ងាយទេមិនបាច់គិតថាប្រហែលជាកូនហ្នឹងប្រហែលជាកណើតអាកណើតម្ដាយហ្នឹងមកប្រហែលជាបាទមានជាប់សាច់ឈាមចោលអីឬក៏មិនអីស្រុនណាបាទឬក៏មានជាតិចោលតាំងពីជាតិមុនហ្នឹងមិនបាច់ទេតាមស្រុនវិភាគដល់បាទបើនិយាយយើងនិយាយរឿងនីតិបងប្អូនប្រិយមិត្តគាត់ឆ្ងល់ថាសម័យឥឡូវហេតុអីចោលផ្លក់ហើយនឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងសពយុវជនវ័យក្រោម20ឆ្នាំម៉េះហើយកន្លងមកនេះរយៈថ្មីថ្មីនេះគឺចោលឆក់ពីយានចាប់បានសិតតែសិស្សសាលាសិស្សជាឡាញ់បាទនេះជាចងល់ហើយគាត់សួរថាតើវាអាចជាកំហុសអ្នកណាជាបន្ទុករបស់ណាជាកំហុសរបស់សង្គមជាកំហុសរបស់សាលាឬក៏ជាកំហុសរបស់អាណាព្យាបាលបាទបីចំណុចនេះដែលគាត់កំពុងតែចោលបាទឥឡូវត្រាយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាមាន4មាន4តើសរុបមិញថាមាន3ថាពីគ្រូសាអាណាព្យាបាលបាទគ្រូសាបាទសាលារៀនពីគ្រូសាបាទពីសាលារៀននិងសង្គមពីសង្គមឬក៏ពីខ្លួនឯងបាទខ្ញុំគិតថាពីខ្លួនឯងគឺមាន 50% បាត់ទៅហើយបាទហើយសរុបគឺសមបាទត្រឹមតែ 20% សាលារៀន 20% ជ្រុងមួយសង្គម 10% ទេមិនក៏ខ្ញុំបានលើកឡើងដល់ឬថាខ្លួនឯង 50% មនុស្សគេរាប់លានក្នុងសង្គមយើងដែរមិនក៏គេមិនខ្លាចជាចោលដូចយើងមិនក៏មានតែយើងបើសិនជាប្រជាមិត្តមួយចំនួនថាជារឿងរ៉ាវរបស់សង្គមគាត់ក៏រួមចំណែកដែរ 10% បើសិនជាបញ្ហាម្នាក់ម្នាក់គេថាពីសង្គមអ្នកដែលខ្លាចចោលឆក់ឬក៏អ្នកដែលយានឋានគឺពេញមកស្រុកតែម្ដងបាទហ្នឹងមានតម្លាក់លើសង្គមហ្នឹងបាទបាទចាំមកពីសង្គមហ្នឹងគឺសឹកតែចោលឆក់ហើយប៉ុន្តែយើងសួរថាហេតុអីក៏មានតែប្រមាណយើងប្រមាណអ្នកប្រមាណក្រុមរបស់យើងហើយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងក៏ធ្វើការធម្មតាសាលារៀនមានការងារធ្វើហើយចោលទៀតទៅរៀនធ្វើអីណាអត់មានការងារធ្វើផងតាមពិតហ្នឹងកូនរបស់គាត់ដែលមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងណាអត់ប្រឹងរៀនទេដាលីបើសិនជាគាត់ប្រឹងរៀនខ្ញុំធានាមក100លើ100ការងារគាត់មិនបានធ្វើបាទទៅមកបំពេញ4ឆ្នាំអ្វីដែលគាត់ប៉ងដបងចូលក្រៅគេហើយសិនបាទក្រៅគេក្លឹបកំសាន្តបាទភ្លើងពណ៌មានស្រីស្នេហ៍ដាលីទៀលួយពីម្ដាយអ្នកខ្លះម៉ែឥឡូវដល់បងធើមហើយអត់រៀនទេអត់រៀនទេបងធើមមកកូន200ចូលក្លឹបបាត់4ឆ្នាំអត់មានចេះអីមកប៉ាក់ហើយទៅផ្ទះវិញម៉ែរកការងារណាគាត់បានគេខ្សែទៅប្រាប់ម៉ែហើយម៉ែយកពាក្យកូនខ្ញុំណាប្រាប់ឲ្យកូនខ្ញុំរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែឬក៏រាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យទៅរៀនដាក់ពាក្យណាក៏អត់ជាប់ដែរសុទ្ធតែខ្សែអញ្ចឹងទៅប្រាប់កូនអ្នកចិត្តខាងតែកំរៀនណារៀនអត់ប្រយោជន៍ទេសម័យឡើងសម័យឡើងមានតែខ្សែតាមពិតកូនគាត់អត់ចេះទេបាទប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងមិនក៏គេធ្វើបានតែគេរៀនបណ្ដាគេធ្វើការបណ្ដាមានជំនាញមានអីឥឡូវបើនិយាយបាក់ខ្សែអត់ចេះនឹងយើងចេះគេយកណាគេយកយើងឯងបាទយើងមិនមានជំនាញផងតែហេតុអីឲ្យគេយកហើយទៅប្រាប់ម្ដាយឪពុកពេលខ្លះឲ្យកូនមករៀនហ្នឹងមើលទទូចុំកូនអញឲ្យទៅរៀនមិនក៏ចេញកាសែតចេញទូទាស់ថាកូនអញចៅណែតើជាកាសែតចេញទូទាស់អត់ចេះផ្សាយណែសុនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសយុវជនយុវតីតែម្ដងកុំចៅហេងឲ្យម្ដេចក៏មនុស្សដែលជាតាមដងផ្លូវគេមានការងារធ្វើល្អល្អចំណែកឯងយើងតំចំណែកហ្នឹងមិនស្គាល់បាទត្រូវលោករតនាគឺសំខាន់គឺខ្លួនយើងបាទលើសង្គមទាំងអស់ប្រិយមិត្តដែលតាមដងផ្លូវហ្នឹងមិនប្រហែលជាជាចោលទេបាទអើយប៉ុន្តែគាត់មិនដែលខ្វាយខ្វល់រឿងមកជ្រុងមួយនៃសង្គមទេធម្មតានៅអាមេរិក
អាប្រិយមិត្តចែតែងតែលើកមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មកអាមេរិក3ម៉ាត់4ម៉ាត់មកអាមេរិកឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែអាមេរិកវិញគឺនិយាយពីរឿងឆ្នាំវិញណាបាទព្រោះប្រៀបធៀបមកកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចស្រុតអូនៅអាមេរិកចាបាទមិនយើងត្រាំអីកោអីហ្នឹងអាប្រិយឥឡូវឡើងផ្លាការប៉ុណ្ណានៅយើងធ្វើមកតកោឲ្យអឺបាទជក់15,000ណោគេសរសើរឈួតបាទបងប្អូនឃើញ3ស្រូប៊ីគេសាហាវជាងយើងទៀតនៅកម្ពុជាបរតគេអត់គេអត់ចូលរួមជាមួយអារឿងឆ្នាំស៊ូមីនឹងមកពីកតាខ្លួនយើងជាចម្បងបាទណាលោកស្រុនអរគុណប្រិយមិត្តដែលកំពុងធានតាមរយៈនេះគឺដល់ពេល1ម៉ោងហើយក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសរាល់ប្រជាជនដែលកើតមានចេតនាខ្ញុំមកតនានិងលោកស្រុនបន្តយ៉ាង